Hello, xin chào mọi người. Thì trước khi bắt đầu clip thì mình xin chúc mọi người có một ngày Tết vui vẻ và đảm bảo một gia đình sức khỏe dồi dào. Thế thôi, mình biết chúc sao đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải background bản mobile và máy tính, cả bản mở rộng với lại bản chuẩn PC. Thì mấy cái link mà clip này mình bỏ phần mô tả thì bạn cứ vào thôi, rồi làm theo mình trong clip thôi. Thank you.